Và đặc biệt hôm nay thì ngày vía của mẹ Nam Hải thì đàn cò hoặc là đàn xíu ạ, à, trên trời đang bay vía mẹ Nam Hải các bạn. Đây. Đó các bạn. Đó, quý vị thấy các cái chim đang đùa giỡn không? Và đặc biệt hôm nay thì ngày vía của mẹ Nam Hải thì đàn cò hoặc là đàn xíu bạn ở trên trời đang bay về vía mẹ Nam Hải đó các bạn. Đang lượn quanh nơi mẹ nha các bạn. Điều kỳ lạ bạn, chiều ngày 17 cô chú như bạn nhìn thấy hàng ngàn con chim luôn. Nó bay đùa vẫn vòng vòng xung quanh tượng mẹ bạn. Nhưng mà thấy rất là kỳ lạ luôn, quay cho tất cả cô chú. Quý vị thấy các chú chim đang đùa giỡn phía trước mẹ tượng mẹ đó các bạn. Và giờ này thì trước mặt mẹ Nam Hải, cô chú anh chị các bạn, thì có một vị cô đang đọc chú tâm kinh của mẹ đó các bạn. À, phía trước chúng ta là có một chậu hoa rất đẹp các bạn, để chuẩn bị dâng lên mẹ của chúng ta vào tối nay các bạn. Đây là các cô ở mình ở đâu hết cô ha? Mình ở hả? Các miền, các tỉnh. Các tỉnh. Phú Quốc, Đà Lạt, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Phú Quốc, Đà Lạt, Bến Tre. Thái Nguyên, Hà Nội. Thái Nguyên, Hà Nội luôn các bạn. Ba miền Trung Nam Bắc. Mình là các bạn ngán là tối nay mình cúng hả cô? Tối nay mình cúng. Dạ. Mình cúng cho đến ngày chánh vía của mẹ 19 tháng 9. Vậy là mình làm vậy là cúng 3 ngày luôn. Dạ. Mình về sớm mình lập đàn, trang trí lên mình cúng. Đây cô về sớm lập đàn để mình cúng cho mấy ngày lễ các bạn. Quá xinh đẹp luôn.
Cô Cúc nè. Quá lung linh. Cô Hồng Đà Lạt nè. Chậu hoa này quá đẹp. Anh gì đâu Phật, anh gì đâu Phật. Dạ, và giờ này thì bà con mình đã chuẩn bị các mâm cúng của mình để đem ra dâng trên mẹ các bạn và chuẩn bị lễ cúng vào buổi chiều các bạn ơi. Thì em thấy là các mâm trái cây và các phái đoàn đã quy tụ về đây để chuẩn bị cho lễ cúng mẹ vào ngày 17 các bạn. Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn. Giờ đây thì phái đoàn của tỉnh Đồng Tháp, của huyện Cao Lãnh các bạn đã xuống đây và đang chọn vị trí các bạn. Thì được đoàn chia sẻ là ngày mai sẽ đãi bún bì tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Và đãi bún bì miễn phí tại chỗ này các bạn. Nhưng mà cô chú anh chị các bạn mình ngày mai đến đây để dùng bún bì miễn phí tại đây nha các bạn. Đây là những đồ ăn của phái đoàn mình đã đem xuống các bạn. Các bạn đang chuyển đồ xuống các bạn. Và đoàn từ thiện từ tỉnh Đồng Tháp các bạn là ở huyện Cao Lãnh và cùng chung với địa phương của em luôn đã xuống đây và ngày mai thì đoàn của Cao Lãnh Đồng Tháp sẽ đãi bún bì. Và cô chú anh chị mình có đi lễ các bạn, thì con đường đi vào và chạy cơm mép bên tay phải thì cô chú anh chị mình sẽ được nhận những cái tô bún bì hoàn toàn miễn phí các bạn. Giờ thì đoàn của chúng em đang xuống bún và đồ ăn để chuẩn bị ngày mai nấu các bạn. Thì hôm nay là tối 17 thì tất cả các đoàn từ thiện xuống đây để chọn vị trí của mình, thì trong đó thì cũng có phái đoàn của tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh. Đây là xe 45 chỗ các bạn, và trong đó là có chở người và đồ ăn, bún và cả đồ bếp để nấu đó các bạn. Đây là bún đó các bạn. Đó là các bao bún các bạn ơi. Và em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em hướng mắt nhìn màn hình, chúng ta xem phái đoàn của Cao Lãnh nha các bạn. Những bao bún như thế này là rất là nặng các bạn, mỗi một bịch như vậy là 10 kg, mà một bao như vậy là khoảng 5 bịch các bạn, là tương đương với 50 kg đó các bạn. Bao bún này rất nặng quá. Và trong đây là còn đồ ăn ấp lạnh rất là nhiều các bạn. Và chúng ta đang xuống nha các bạn. Đang xuống tất cả các đồ ăn này để chuẩn bị ngày mai chúng ta sẽ nấu lửa để đãi bà con mình nha các bạn. Và đây chúng ta hướng mắt nhìn màn hình để xem bún và
các vật dụng đã sắc gọt sẵn các bạn, và chờ ngày mai là sẽ nổ lửa để đãi bà con mình thôi. Và nơi đây ngày mai cũng sẽ cho nước luôn các bạn. Giờ là ngày mai mình đãi nước luôn hả cô ha? Dạ. Dạ. Là ngày mai cô chú anh chị mình sẽ được thưởng thức là cà phê, trà đường hoàn toàn miễn phí các bạn. Thì hổng gầy. Dạ. Thì ngày 16 em xuống đây các bạn, thì các phái đoàn là chưa có xuống các bạn, cho nên là kiếm nước từ thiện và đồ ăn từ thiện rất là khó nha các bạn. Và giờ đây là chiều 17, cái này là khoảng 9 giờ tối các bạn, thì em thấy phái đoàn của Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xuống đây các bạn. Giờ thì bà con đang sở uống nha các bạn. Đây là bún trắng và đây là bún kiêu các bạn. Và ngày mai chúng ta sẽ được thưởng thức bún rất là ngon ở tại nơi đây do phái đoàn của tỉnh Đồng Tháp quý vị, của huyện Cao Lãnh và của cô thầy. Cô ở Cao Lãnh luôn hả cô? Dạ, con cũng ở Đồng Tháp nè. Con ở huyện Lê Dung. Dạ. Đây là những bịch bún thơm ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ được thưởng thức bún tại đây nha các bạn. Và nơi đây cũng đãi nước suối miễn phí luôn các bạn ơi. Và các bạn, và đây cũng là nơi địa điểm cho cháu trai này các bạn. Vào ngày 16 em xuống đây đã quay được phái đoàn của chú Tấn Em đã cho cháu ở đây các bạn. Và hôm nay thì đoàn vẫn tiếp tục cho cháu tại đây. Và đến ngày 19 luôn các bạn là đầu sẽ cho thuốc các bạn. Đây là những thùng này là thùng cháo nha các bạn, và những hộp cháo rất là ngon các bạn. Cháo chè miễn phí nè mấy chị. Quý vị mình sẽ được dùng cháo miễn phí tại đây, và cháo được giữ trong thùng xốp như vậy thì rất nóng các bạn. Chị vô, ăn thì vô đấy chị. Rồi. Anh mình cho tới bữa 18 ha. Cho tới bữa 18 ha. Dạ. Rồi, vô đấy. Được mấy chị chia sẻ là mấy chị sẽ hùng tiền lại các bạn, và sẽ cùng với bà con mấy chị em sẽ nấu để đãi cho bà con các bạn. Dạ dạ. Dạ em chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video mới của em. Video mới hôm nay thì em đang cập nhật vào ngày 18 tháng 9 năm 2022 là ngày tưởng niệm vía Đức Quán Thế Âm xuất gia cô chú anh chị. Thì hôm nay vào ngày sáng 18 thì các đơn vị từ thiện đã về đây cấp phát nước, cơm, cháo, hủ tiếu ở tại đây rất là nhiều cô chú anh chị các bạn. Thì cô chú anh chị các bạn cũng biết đó, thì em đến đây vào ngày 16 và ngày 17 các bạn, thì các đơn vị từ thiện chưa có về và chưa cấp phát cơm cháo nước tại đây. Và hôm nay thì đặc biệt là tối ngày 17 các bạn, thì em cũng có ghi hình các cô chú đã về đây để xuống xe để chuẩn bị cấp phát nước tại nơi đây. Và giờ thì sáng 18 em ghi hình để gửi đến cô chú anh chị mình được biết tại nơi đây, vào cái đường đi vào Mẹ Nam Hải thì chúng ta đi vào tượng đài Phật đài của Mẹ Quan Âm, thì chúng ta đi mép bên tay phải thì sẽ có các đoàn từ thiện để cho nước, bún, bánh và cơm. Giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cận cảnh cùng với em nha. Dạ, bên đây là đoàn tặng nước suối miễn phí cho bà con mình đến đây để dùng các bạn. Và đây là xe của đoàn. Và bên cạnh đó thì đoàn cũng cho nước tắc các bạn. Và trên xe thì đang làm nước tắc và cà phê các bạn. Và cả trà đường luôn. Thì các bạn mình có dùng nước thì lại đây nha các bạn. Dạ, uống mấy chai, cô lấy đi chị. Dạ. Dạ dạ. Uống
con mấy trai con? Rồi rồi nè cô gửi rồi rồi. Đoàn mình là đoàn mình ở đâu chị ha? Ở Lê Dung anh. Lê Dung. Dạ. Lê Dung xuống tới đây. Dạ. Ở xã nào chị? Ở Phong Hòa. Phong Hòa. Dạ. Ở em cũng ở Phong Hòa nè không ạ? Vậy đó hả? Dạ. Dạ ở Phong Hòa. Em cũng ở Phong Hòa xuống đây quay phim. Và đây là đoàn của xã Phong Hòa đã xuống đây cấp phát và cho nước miễn phí các bạn. Và đây nè các bạn, bên kia là đoàn của xã Phong Hòa, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp đã xuống đây. Bên kia nãy mình cho nước các bạn, thì bên kia thì cho nước suối, trà đường và cà phê và bún các bạn. Thì đặc biệt bún thì sẽ cho mấy em đây các bạn. Đây là đoàn của xã Phong Hòa các bạn ơi. Ôi chị. Đây để đưa đoàn Phong Hòa mình lên nha các bạn. Đây là đoàn của xã của em luôn. Chiều nay là em lên clip này. Dạ. Clip gì nói không biết chị nói. Cái YouTube của em là Bước Chân Đây Đó chị. Bước Chân Đây Đó hả? Dạ. Đây là bà con của xã Phong Hòa nha các bạn, là một cái cư dùng thân thương ruột thịt của em luôn. Thì em cũng sinh sống ở xã Phong Hòa các bạn. Hôm nay thì gặp mấy cô, mấy em và mấy anh về đây để phát nước và bún miễn phí các bạn. Thì giờ thấy rất là xúc động của quê hương nhà nha các bạn. Đây là các mạnh thường quân và các cô các chú đã nhấn chút thời gian quý báu của mình để biết làm gì đây. Cháu thì ở thành phố mới về, bước chân đi đó. Đây bà con mình sẽ lại nhận được những hộp bún và những chiếc đũa các bạn, và những cái bọc như thế này mình cầm đi rất là tiện nha các bạn. Chào mấy chú nha, mấy chị nha. Ở đây là công đoạn mà mình vô nước tương các bạn để cho bún. Các bạn ơi, khi mà mình dùng những cái vịt bún mà thơm ngon các bạn, thì nơi đây là khâu vô nước tương các bạn. Và đây là đoàn đổ bánh xèo các bạn. Và nơi đây thì các bạn cũng biết thì vô lăng miếu của bà thì không có không gian nhiều nha các bạn, cho nên là đoàn sẽ chuyển qua đại bún các bạn. Và bên cạnh đó thì cũng có cơm các bạn, cơm hộp luôn. Thì cô chú anh chị các bạn mình có thể dùng cơm hộp và bún miễn phí tại nơi đây. Dạ, và đây thì là trước mặt em là đoàn thuốc các bạn. Các bạn có thể đến đây nhận thuốc nam hoàn toàn miễn phí tại nơi đây. Thì các loại thuốc này các bạn thì là do những cây thảo dược quý của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì nước ngoài các bạn nói rằng là người Việt Nam chúng ta là chết trên chôn trên cây thuốc các bạn. Cho nên là những cây thuốc Việt Nam chúng ta được bào chế ra những cái sản phẩm như thế này rất là hay các bạn. Đây là bổ thận nè các bạn. Và đây là cà dây leo các bạn ơi. Và các loại thuốc quý đã được ở tại đây các bạn. Và các bạn biết cà dây leo là một loại thảo dược chuyên trị về gan các bạn, rất là tốt luôn. Cà dây leo nè các bạn. Và các bạn có thể uống là đau nhức khớp rồi này kia, đây cũng có đủ hết ha cô ha. Dạ, đây là mình đủ bệnh hết. Bệnh gì cũng có hết trơn. Dạ. Đây. Và kế bên thuốc thì cũng có cơm các bạn. Đây là cơm hộp. Các bạn mình có thể dùng cơm hộp tại nơi đây. Hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và các bạn ơi, thì đoàn của chúng ta đang phát cơm nước ở đây các bạn. Là dạ, con ở Lê Dung cô. Dạ. 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 Và cô chú anh chị các bạn cũng biết đó, thì đoàn này là trước kia là cũng cho bánh xèo
ở tại dinh đó các bạn, dinh của Đức Nguyễn Trung Trực tại Long An. Và tại nơi đây các bạn là cái không gian nó không có nhiều nên các cô cho cơm, bún và hủ tiếu tại nơi đây các bạn. Và đặc biệt thì đoàn hôm nay thì cho cơm nha các bạn. Bên kia là nước hết chú ha, bên đây là thuốc, bên đây là cơm. Đây các bạn, đây đây là đồ ăn các bạn ơi. Đây hộp cơm đây. Đây là cơm này các bạn. Các cô rất là thân quen nha các bạn. Dạ. Mình xuống đây là đãi mấy ngày hết mấy chị? Bữa nay ngày mai. Dạ. Bữa nay là ngày mai nha các bạn. Ủa cơm mình nấu đâu ta? Đêm qua. Dạ. 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 Cô, cái này là mình xuống đây là nguyên phối đoàn mà luôn hả, là đi hạn chế hả cô? Phối đoàn. Vậy là hai xe là 60 chỗ các bạn. Một xe 30 chỗ. Mười hai giờ đêm phải không? Dạ. Dạ. Con xuống đây bữa 16 á, là 16, 17 là vẫn chưa có từ thiện. Dạ. 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 Đây là cơm các bạn. Vì cơm nấu chỗ khác các bạn cho nên là bỏ vô bao và bọc như thế này để bà con mình dễ di chuyển các bạn. Dạ, và bên đây là đoàn của các em đã đại nước tại mẹ các bạn để cho bà con mình đi dùng tiền và tại tượng đài Quan Âm tại nơi đây các bạn, là các cô sẽ phục vụ cho chúng ta nước uống miễn phí vào 2 ngày nha các bạn. Dạ, và đây là địa điểm cho nước học é miễn phí các bạn, là cũng cho luôn liên tiếp 2 ngày, bữa nay và ngày mai các bạn. Và đây là những ly học é mà các bạn đến đây để dùng các bạn. Và đây là các cô đang vô học é các bạn. Cho em xin bún mịt. Qua đây trước mặt cô chú anh chị đó là tổ từ thiện đến từ thành phố Cao Lãnh các bạn, của tỉnh Đồng Tháp, đã xuống đây vào tối hôm qua các bạn. Thì tối hôm qua đã đến đây lúc khoảng 10 giờ đêm thì đoàn từ thiện này đã xuống đồ ăn và bún tới đây. Thì giờ đây em quay trở lại vào sáng 18 để quay cho cô chú anh chị các bạn mình cùng được biết tại nơi đây là mình đang cho bún hả cô ha, bún mì các bạn, xíu có bánh mì nữa. Đây là các cô ở trong tổ từ thiện của thành phố Cao Lãnh. Thì các bạn cũng biết đó, thành phố Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp là tỉnh nhà của Bước Chân luôn các bạn. Giờ Bước Chân cũng đang sinh sống tại huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Thì các cô đây là huyện Cao Lãnh, thì cách em là khoảng hai mấy cây qua cầu, đường cầu Cao Lãnh đó các bạn. Thì sẽ tới các cô nha các bạn. Đây là... Cái đoàn của tụi em đi là 40 mấy người đó. 40 mấy người hả cô? Đúng rồi. Dạ. Là mình nấu tại đây luôn hả cô? Làm ở nhà. Để tới đây là mình mới vô. Sắp tới đây mình cho thôi. Dạ, dạ. Và đây và trước mắt chúng ta là những bịch bún rất là thơm ngon và đang chờ những du khách chúng ta đến đây để nhận nha các bạn. Và đặc biệt tại những cái tổ từ thiện như các bạn là những người con ngoan đạo của thầy các bạn,
là đến đây chúng ta sẽ được nhận như hộp bún như thế này, và đặc biệt là không phân biệt giai cấp giàu nghèo các bạn. Các bạn cứ đến đây và được dùng bún thoải mái tại nơi đây nha. Em trai em xíu nghe đây nè. Dạ dạ. Đây là những cái sản phẩm làm tại nhà. À, cái này là mình làm tại nhà luôn hả cô? Đúng rồi, làm tại nhà. Này là kêu bì phải không cô ha? Bì. À, bì các bạn. Đây là nước mắm. À, đây là bì. Bún giá này là cũng tới đây mới bên kia là cái này là bún và giá các bạn, để dưa leo và cám thơm để sắc ở đây các bạn. Ở trong thì các cô đang sắc các bạn, và chút nữa em sẽ vô cận cảnh phía trong nha các bạn. Và bì này nè các bạn, là được cô chia sẻ là Đoàn đã làm ở nhà cho nên là rất là ngon các bạn, và rất là hợp vệ sinh, và các bạn đến đây dùng thì sẽ được an tâm nha các bạn. Và đây trước mắt chúng ta là những hộp bún các bạn đã bắt vô hộp sẵn, và đây là các khâu chuẩn bị để đãi bà con mình. Và các bạn biết không, bì này nè các bạn, bì này là chúng ta có thể là bỏ vô bún được, và cũng có thể là bỏ vô bánh mì được luôn các bạn, và em thấy là rất là thơm ngon luôn các bạn xem. Rất thơm, bì rất thơm, và đồ cao cấp. Dạ. Ở của công ty với khách quá xanh không à. Dạ. Dạ. Cái này anh đang mời bún các bạn. Và những hộp bún đã vô bịch này các bạn. Rồi. Và những chiếc đũa. Các bạn thấy là những chiếc đũa nơi đây người ta làm rất là vệ sinh các bạn. Là luôn có bao để bảo vệ chiếc đũa nè các bạn. Các bạn nhìn thấy rất là sạch nha. Thì cô chú anh chị mình đến đây để dùng bún các bạn. À, bên đó thì những cái dưa chua để chuẩn bị vô bánh mì các bạn. Bên đây là rau găm, đây là bì. Thì các bạn mình sẽ đến đây sẽ được dùng bánh mì tại đây các bạn. Và những miếng giấy các bạn là chú đã cắt sẵn để bao những chiếc bánh mì các bạn. Không, cái này là phát miễn phí cho bà con cô bác đi. Đây là khâu bắt bún vô mấy cái hộp này các bạn. Đây là mấy cô đang bắt bún này vô hộp các bạn. Và bên đây á, bắt xong bún đây các bạn, là bên đây sẽ vô bì và cả rau các bạn. Thì rau này thì gồm có giá, dưa leo và rau thơm, và thêm được một bịch nước tương nữa các bạn, là chúng ta đã xong một bịch nha các bạn. Kênh của em là Bước Chân Đây Đó. Dạ. Đây, cô chú anh chị ơi. Đây là hai chị đang bắt bì ra nè các bạn. Bì này chúng ta dùng để có thể là đãi bún được và bánh mì được luôn nha các bạn. Là hôm là Đoàn mình xuống khoảng 10 giờ hả cô ha? 10 giờ đến 11 giờ. 9 giờ. 9 giờ hả? Dạ. Dắt em quay đó, em quên coi đồng hồ là không biết nhiêu. Ở Cầu Lãnh là 2 giờ đi. 2 giờ đi. 29 giờ. Dạ. Bữa nay đãi 1 tấn bún với 4.000 ổ bánh mì. 1 tấn bún 4.000 ổ bánh mì. Dạ. Bánh mì chút xíu 8 giờ bánh mì nó mới giao, bây giờ cho bún trước. Có nghĩa là bún này mình đem từ Cầu Lãnh xuống luôn. Bánh mì thì mình đặt đây ha chị ha. Cho nó giòn nó thơm ngon ha. Dạ. Dạ. 700 vô đậu hũ. Dạ. Em thấy có gắt đậu phộng cho nữa các bạn. 700 vô đậu hũ luôn. Sáng là 330. Ba cao thì 130. Dạ. Cái đó là mình làm theo công thức luôn hả cô ha? Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn nha cô ơi. Rồi chào chị nha. Dạ, con cố gắng quay cho bà con mình đẹp lên để cho bà con được biết. Đẹp mà phải ôm cái đẹp chứ em. Dạ. Đây các bạn, đây là cái khâu mà vô hộp này các bạn. Và bên kia các bạn là khâu mà làm giá các bạn. Giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng với em đi qua bên khâu bên kia nha các bạn. Và đây là khâu mà các cô sắc dưa leo các bạn. Sắc dưa leo và rau thơm, và nó là giá các bạn. Và các bạn thấy là cái cây sắc dưa leo đó các bạn là sắc bằng cái miếng như thế này thì rất là tiện và mau nha các bạn. Chứ sắc bằng dao thì nó rất là khó và lâu các bạn.
nên là các cô sẽ sắt bằng dao như thế này nha các bạn, bằng những cái vật dụng này để tiện và nó mau hơn các bạn. À, giờ các bạn sẽ xem được phân cảnh tổng quan các đoàn từ thiện ở đây nè các bạn. Thì các cô bạn thì đến đây và cũng nghỉ ngơi đây luôn các bạn, là em thấy là trải những chiếc cao su để nghỉ ngơi qua đêm các bạn, thấy là rất là cực khổ. Còn đồ đạc của các cô nữa các bạn là để rất là vất vả như thế này. Thì cô chú anh chị và các bạn cũng biết đó, thì tại Quan Âm Nam Hải Phật Đài thì không gian không có nhiều nha các bạn, cho nên là mỗi đội từ thiện sẽ được một cái rốc như thế này để chúng ta đãi nha các bạn. Và trước mắt chúng ta là các cô và các anh đã nhận những hộp bún nghĩa tình của các phái đoàn đã về đây dùng bún đây nè các bạn. Cần quay chút nha cô. Bún này mình nhận đó, mình ăn cảm giác thấy như thế nào hả cô? Bún đầu lên để dồn. Bún ngon cô ha. Dạ ngon. Rồi con cảm ơn cô nha. Và đây là không gian bà con mình đi viếng và tham bái quỳ bái ở tại tượng đài của mẹ Quan Âm, phường Nhà Mát các bạn. Vào sáng 18 nha các bạn. Thì sáng 18 em thấy bà con mình đã quy tụ về đây rất là đông các bạn ơi. Giờ, sáng 18 thì chùa phường Nhà Mát đã làm lễ cúng tại nơi đây nha cô chú anh chị các bạn, với mẹ Quan Thế Âm của chúng ta. Đại chúng mình nguyện đem lòng thành kính gửi theo án mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường nội tam bào. Nguyện chọn đời giữ đạo theo tự tánh lập tâm bồ đề kiên cố chí tu hồng vững bền xa biên khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Khóm bờ tây vườn Nhà Mát thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Chư tôn thiền đức tăng ni tự viện trong tỉnh, hiệp cùng quý thiền nam tín nữ thập phương ba tánh lão xa gần cung tụ Quan Âm Phật Đài thiết lại mừng khánh vía đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Rõ Thần Quân Thái Thiên Hạ Thái Bình Tùy Tâm Kiết Tường Như Ý Nguyện. Cặp vị kỳ siêu chư vị hương linh cố quyền thập tổ lịch đại gia tiên phúc ba đề minh cô di tế mùi hương hồn chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn khổ nguyện cả trăm họ
Phật thánh siêu phàm. Bao nhiêu việc phước thiện hãy nói làm cùng.